thì chúng ta sẽ tìm ra người chiến thắng bước vào vòng sau bằng cách xuất thăm ngẫu nhiên. Các bạn đã hiểu luật chơi rồi đúng không nào? Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta cùng gặp gỡ với những người mẫu rất dễ thương của siêu thị may mắn. Xin mời các bạn. Ở xe hàng đầu tiên, cô gái áo đen và cô gái áo đỏ có logo của rau câu Việt Sogon và sản phẩm dưỡng tóc Extra Care của Suacop. Hai chiếc xe hàng tiếp theo đó là sản phẩm của công ty máy tính tiền Lý Phú Vinh và sản phẩm nước giải khát Vitrico. Ở hai xe hàng tiếp theo chúng ta sẽ thấy logo của công ty Yovinox Kim Hằng và logo của mật ong Việt Honey. Bây giờ thì những cô gái sẽ thay đổi vị trí của những xe hàng này. Và chúng ta hãy nhớ thật kỹ nhé, xem là logo nào nằm trên xe hàng nào, xe hàng đó có sản phẩm gì để cho chúng ta có thể dễ dàng liên tưởng. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta cùng bước về sân khấu để chuẩn bị cho lượt lựa chọn đầu tiên. Trên tay tôi lúc này là 6 logo. Và bây giờ lượt lựa chọn đầu tiên, xin mời các bạn mỗi người hãy lựa chọn một logo và đặt vào xe nào mà các bạn cho rằng có logo giống như vậy. Chúng ta chỉ có 15 giây để lựa chọn thôi, sau đó các bạn sẽ đứng cạnh xe của mình. Đầu tiên là bạn Duy, bạn đã đặt logo của mật ong Việt Honey vào xe này. Dựa vào đặc điểm nào bạn có thể nhớ được ạ? Nhớ sơ sơ. Hãy thử xem đằng sau logo ở đây là gì nào. Mật ong Việt Honey xin chúc mừng. Mật ong Việt Honey là sản phẩm duy nhất được kiểm nghiệm tại châu Âu trước khi đưa ra thị trường. Mật ong Việt Honey có tem đảm bảo chất lượng với giá trị gấp 3.000 lần so với giá trị sản phẩm. Mừng ông Việt Honey, nhìn tuyệt, thưởng thức tuyệt vời hơn. Xin được chúc mừng bạn có sự lựa chọn chính xác đầu tiên. Bây giờ chúng ta cùng đến với chiếc xe của bạn Toàn. Bạn đã đặt vào đây logo của công ty Yovinox Kim Hằng. Bạn có tự tin với sự lựa chọn của mình hay không? Rất tự tin. Hãy cho chúng tôi biết đằng sau tấm bảng này là logo gì. Chính xác, Yovinox Kim Hằng. Bộ chảo lẩu xi bóng được sản xuất bằng nhôm hợp kim tinh chất với công nghệ của Hoa Kỳ ASTM 3003, có khả năng chịu nhiệt và truyền dẫn nhiệt cao, xử lý bề mặt bằng phương pháp Deep Anodizing, công nghệ Mỹ an toàn thực phẩm. Kiểu dáng hiện đại, sản phẩm được bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao suốt 12 năm liền. Kim Hằng, bạn của người nội trợ. Hai bạn trai đã có sự lựa chọn chính xác rồi, không biết lúc này Quỳnh cảm thấy như thế nào nhỉ? Rất là tự tin. Bạn đã đặt vào đây logo của sản phẩm dưỡng tóc Extra Care của Suacop. Và chúng ta hãy xem thử xem đằng sau tấm bảng này là logo gì đây. Chính xác, xin được chúc mừng bạn. Suacop, bộ sản phẩm phục hồi bao gồm dầu gội, dầu xả, mặt nạ và xịt dưỡng tóc Extra Care Total 19 do Suacop giới thiệu, giúp phục hồi đến 90% dấu hiệu hư tổn của tóc và nuôi dưỡng tóc từ gốc đến ngọn, đồng thời giảm chẻ ngọn, tăng độ thẳng mượt và bóng khỏe cho tóc. Extra Care Total 19, bộ sản phẩm chuyên nghiệp dành cho phái đẹp. Như vậy là ở lượt lựa chọn đầu tiên, cả 3 thí sinh của chúng ta đã có sự lựa chọn chính xác. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng đến với lượt lựa chọn thứ 2. Bây giờ thì những cô gái của siêu thị may mắn sẽ thay đổi vị trí của những xe hàng. Và một lần nữa chúng ta hãy tìm ra những logo mà các bạn cho là giống logo của mình sẽ cầm trên tay. Xin mời các cô gái hãy thay đổi vị trí cho nhau. Và lúc này các bạn hãy lựa chọn một logo tiếp theo. Các bạn đang có sự lựa chọn đúng, mỗi người một logo rồi đó. Chuẩn bị nhá. Nào, bây giờ thì xin mời các bạn hãy lựa chọn chiếc xe cho mình. Các bạn có muốn thay đổi thì nhanh lên nào. Rồi, như vậy là chúng ta đã có những quyết định cuối cùng.
bạn Quỳnh đã đặt vào đây logo của nước giải khát Bitrico. Bây giờ thì chúng ta cùng xem logo đằng sau tấm bảng này là nước giải khát Bitrico. Xin chúc mừng. Nước ép trái cây Anuta gồm có cam, me, khóm, cà chua ép, cung cấp vitamin và các chất bổ dưỡng cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt trong nước ép trái cây Anuta có chất xơ, có tác dụng hỗ trợ cho đường tiêu hóa, mang lại cho bạn làn da tươi sáng. Sản phẩm do công ty Tân Quang Minh sản xuất. Xin được chúc mừng bạn Quỳnh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chiếc xe của bạn Duy, xem sự lựa chọn của bạn như thế nào đây. Bạn Duy đã đặt vào đây logo của công ty phân phối máy tính tiền điện tử Lý Phú Vinh. Và đằng sau tấm bảng này là mở động Việt Honey. Rất tiếc bạn đã lựa chọn sai rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chiếc xe của bạn Toàn. Bạn Toàn đặt vào đây logo của giao câu Việt Sô Gôn. Bạn có tự tin đến lượt lựa chọn này của mình không? Lần này thì bạn không tự tin nữa rồi. Và hãy cho chúng tôi biết tấm bảng này đằng sau là logo gì nào. Đây mới là logo của công ty Lý Phú Vinh. Máy tính tiền điện tử SX750503 có chức năng quản lý các dịch vụ giải trí như nhà hàng, quán ăn, quán bar, vũ trường, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng với các tính năng như quản lý dữ liệu, kết nối vi tính trực tiếp qua điện thoại, internet. Như vậy là bạn chưa lựa chọn đúng. Và chúng ta còn một logo chưa được lựa chọn đúng, đó là logo giao câu Việt Sô Gôn chưa được tìm ra. Bây giờ hãy cho chúng tôi biết logo này đang nằm trên xe nào đây. Xin mời các bạn lật hết các logo ra. Như vậy thì ngay bên cạnh bạn Toàn là logo giao câu Việt Sô Gôn. Bạn chưa lựa chọn chính xác rồi, rất là đáng tiếc. Rau câu Việt Sô Gôn, sản phẩm rau câu bột được chiết xuất từ rong câu Hải Phòng trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đạt độ tinh khiết hoàn hảo nhất, thanh nhiệt rất tốt, hàm lượng iốt cao, ngăn ngừa bú cổ. Sản phẩm đầu tiên của Việt Nam đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Như vậy là chúng ta đã cùng khám phá hết 6 logo có ở trên 6 xe hàng. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng lắng nghe kết quả và phần trao giải thưởng cho các thí sinh. Sau vòng thi này, các thí sinh đã có được những số điểm và giải thưởng như sau. Bạn Toàn sẽ nhận được giải thưởng tương ứng với số điểm bạn có là 500 điểm. Bạn Duy cũng sẽ có giải thưởng tương ứng với số điểm bạn có là 500 điểm. Còn bạn Quỳnh là người chiến thắng ở vòng thi này, bạn nhận được số điểm là 800 điểm. Ngoài ra, bạn còn là người chiến thắng đứng bước vào vòng sau của chương trình. Xin được chúc mừng bạn. Quý vị khán giả thân mến, bây giờ sẽ là đến phần gì của siêu thị may mắn nhỉ? Bây giờ là đến phần trò chơi dành cho khán giả truyền hình. Và như thường lệ, tôi sẽ công bố đáp án và kết quả trong câu hỏi của tuần vừa rồi. Cá kèo là một món ăn đặc trưng của Nam Bộ. Cá kèo kho tiêu hay cá kèo kho nước dừa hay lẩu cá kèo là món có thể níu chân được khách phương xa. Và sau khi chế biến thì cá kèo có vị hơi đắng đắng do mật của cá kèo tiết ra và vị ngọt, vị béo nữa. Nếu đã thưởng thức thì một lần rất khó quên. Xin chúc mừng những vị khán giả nào đã chọn đáp án 1 trong tuần vừa qua. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy tìm ra vị khán giả may mắn bằng cách rút thăm ngẫu nhiên trong tổng số những cuộc gọi có câu trả lời chính xác. Và bây giờ chúng ta cùng bấm phím ngẫu nhiên để tìm ra người may mắn trong tuần vừa qua. Trong tuần qua đã có 7.557 lượt khán giả gọi về trả lời câu hỏi của chương trình, trong đó có 7.042 lượt khán giả đã đưa ra câu trả lời chính xác. Và bây giờ chúng ta xem thử ai là người may mắn trong tuần vừa rồi. Xin được chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0918040094 đã gọi về vào lúc 20:35 ngày 4 tháng 5. Xin được chúc mừng vị khán giả may mắn đã nhận được giải thưởng hấp dẫn của chương trình. Còn tuần này thì sao? Những câu hỏi cũng cực kỳ thú vị và tôi tin rằng cũng không khó lắm đâu để quý vị có thể giành được những giải thưởng của chương trình. Ngay bây giờ tôi sẽ đưa ra câu hỏi. Sầu riêng là một trái cây rất đặc biệt của miền Nam. Sầu riêng có một mùi thơm vô cùng quyến rũ đối với những người thích ăn, nhưng lại khó ngửi đối với những người không thích. Và một đặc điểm nữa của sầu riêng đó là trái chín chỉ rơi rụng trong một thời gian nhất định trong ngày. Vậy theo bạn, sầu riêng rụng nhiều nhất vào thời gian nào trong ngày? Có 3 đáp án cho các bạn lựa chọn. Đáp án số 1 đó là từ 0 giờ cho tới 1 giờ đêm. Đáp án số 2 là từ 12 cho tới 10 giờ sáng. Quý vị nhớ chỉ chọn một trong 3 đáp án này mà thôi nhé.
và nhanh chóng gọi về cho chúng tôi theo số 1900 1757, làm theo hướng dẫn của tổng đài, hoặc nhắn tin vào số 8340 để trả lời câu hỏi bằng cách soạn tin STMM khoảng cách X, trong đó X tương ứng với đáp án 1, 2 hoặc 3 ở câu hỏi của chương trình. Và giải thưởng lúc này trị giá là 2 triệu đồng, một phiếu mua sắm miễn phí tại hệ thống thế giới di động.com, nơi mà chúng ta có thể mua rất nhiều những loại điện thoại di động hay laptop đời mới nhất. Và ngoài ra còn những giải thưởng mà công ty Nệm Vạn Thành sẽ trao tặng nữa, cũng cực kỳ hấp dẫn đấy. Nào, hãy nhanh lên gọi về cho chúng tôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào vòng 2 của chương trình và sẽ tìm ra thêm 2 thí sinh nữa để cùng tham gia thi tài phần này với bạn Quỳnh. Xin mời tất cả quý vị cùng hướng về màn hình. Xin chúc mừng thí sinh có sản phẩm của công ty Nệm Vạn Thành. Và người thứ hai sẽ là ai nào? Xin chúc mừng thí sinh có logo của Alaska. Xin mời 2 thí sinh cùng bước về vị trí của người chơi. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng làm quen với 2 thí sinh ở vòng thi này. Xin mời các bạn hãy giới thiệu về mình. Xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình Siêu Thị May Mắn. Tôi hiện đang là sinh viên khoa giáo dục tiểu học trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay là lần đầu tiên tôi đến tham gia chương trình Siêu Thị May Mắn nên cũng cảm thấy rất là hồi hộp. Rất mong được sự ủng hộ của quý vị khán giả dành cho tôi và 2 người bạn cùng chơi với tôi. Hình như bạn hồi hộp quá mà quên giới thiệu tên của mình luôn. Dạ, em tên là Thanh Thảo. Xin chào bạn Thảo. Và bây giờ xin mời bạn. Xin chào quý vị khán giả, mình tên là Nguyễn Ngọc Tấn. Mình rất vui khi được tham gia được chương trình này. Mình rất mong sự ủng hộ của các khán giả. Có lẽ là bạn rất là hồi hộp khi tham gia thi tài cùng với 2 bạn nữ. Hãy bình tĩnh nhá, bình tĩnh mới chiến thắng được bạn ạ. Mọi người đang cổ vũ cho bạn. Ở vòng thi này thì mỗi bạn sẽ có thêm một người thân để hỗ trợ. Các bạn sẽ bước lên trên sân khấu kia và mang một cặp kính rất đặc biệt của chương trình Siêu Thị May Mắn. Khi mang cặp kính này thì các bạn sẽ không nhìn thấy những sản phẩm mà chúng tôi đưa ra ở phía bên dưới đây. Lúc này người hỗ trợ cho các bạn sẽ có nhiệm vụ mô tả sản phẩm đó để cho các bạn đoán xem đó là sản phẩm gì. Nếu như các bạn đoán đúng, các bạn sẽ ghi được 1 điểm. Sau những lượt đoán như vậy, bạn nào có điểm số cao hơn, bạn đó sẽ là người chiến thắng. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta cùng bước về sân khấu và giới thiệu cho chúng tôi biết người hỗ trợ cho các bạn. Xin mời. Bây giờ thì xin mời 3 người chơi hãy giới thiệu về người hỗ trợ cho mình. Xin mời các bạn. Người hỗ trợ tôi đến hôm nay là bạn Hồ Thị Tuyết Minh. Xin chào bạn. Và xin mời người thứ hai hãy giới thiệu về người hỗ trợ của mình. Người hỗ trợ cho tôi hôm nay là chị gái của tôi, tên là Thu Thủy. Xin chào bạn Thủy, người đã hỗ trợ cho bạn Thảo. Người hỗ trợ của bạn là... Chúng ta cùng nhau đến với vòng 3 của chương trình có tên gọi Ai Mua Tài Thế. Ở phần thi này chúng ta sẽ tìm thêm 2 thí sinh mới để cùng tham gia. Xin mời quý vị cùng hướng về màn hình. Xin chúc mừng thí sinh có logo của Kim Nghĩa. Và người thứ hai sẽ là ai đây? Xin chúc mừng thí sinh có logo của Phố Sinh, thương hiệu nội thất hàng đầu Việt Nam. Xin mời 2 bạn cùng bước về vị trí của người chơi. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng làm quen với 2 thí sinh mới ở vòng thi này. Xin mời các bạn hãy giới thiệu về mình. Chào quý vị khán giả, tôi tên Kiều Thị Cẩm, tôi đến từ quận Bình Tân. Mong quý vị khán giả phục vụ cho 3 người chơi cùng với tôi. Xin kính chào quý vị khán giả tại trường quay và kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình HTV của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tên Nguyễn Ngọc Nhân, hiện nay công tác tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Cành Cỏ Vàng. Hôm nay là lần đầu tiên được tham gia chương trình game show của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Rất là vui và mong được sự cổ vũ của quý khán giả và dành cho tôi và 2 người bạn cùng chơi. Xin cảm ơn. Bây giờ thì cả 3 người chơi của chúng ta sẽ cùng tham gia một phần thi rất đặc biệt mà tôi thấy lâu rồi hôm nay mới có một người thuộc phái mày râu tham gia phần thi này, bởi vì đây là phần thi tài mua sắm.
Ban tổ chức sẽ tặng trước cho mỗi thí sinh 1.000 điểm, tương ứng với 1 triệu đồng. Các bạn hãy dùng số tiền này để mua sắm trong siêu thị của chúng tôi. Các bạn mua sao trong đúng phạm vi 1 triệu đồng, chấp nhận sai số cộng trừ 5%, tức là từ 950.000 cho tới 1.050.000. Nếu mua đúng trong phạm vi cho phép, các bạn sẽ được nhận nguyên xe quà. Và người nào có mức sai số thấp hơn, người đó sẽ giành quyền chiến thắng bước vào vòng sau của chương trình và có số điểm là 1.000 điểm. Hai người còn lại, mỗi người sẽ có số điểm là 500 điểm. Các bạn đã hiểu là chơi dùng đúng không nào? Và chúng ta chỉ có 2 phút để đi mua sắm mà thôi. Bây giờ thì xin mời các bạn hãy xem thử xem trong siêu thị may mắn hàng hóa phong phú như thế nào nào. Nệm cao su thông hơi Vạn Thành, sản xuất từ 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên theo công nghệ hiện đại của Đức. Độ nén nệm đàn hồi cao, thông thoáng mát mẻ khi sử dụng. Sản phẩm được bảo hành 7 năm. Kềm nghĩa, sản phẩm làm bằng inox và thép chuyên dụng. Đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã, đáp ứng nhu cầu làm đẹp của phụ nữ. Rau câu Việt Sô Gôn, sản phẩm rau câu bột được chiết xuất từ rong câu Hải Phòng, trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đạt độ tinh khiết hoàn hảo nhất, thanh nhiệt rất tốt, hàm lượng iốt cao ngăn ngừa bú cổ. Sản phẩm đầu tiên của Việt Nam đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Đường tán Lum Sugar của công ty Anh Đăng được chiết xuất từ gốc mực đường phèn với vị ngọt thanh khiết, dùng để nấu các món ăn sẽ đem lại cho bạn hương vị đậm đà. Sản phẩm đạt huy chương vàng an toàn vệ sinh thực phẩm, hiện đang có bán rộng rãi trên toàn quốc. Mật ong Việt Honey là sản phẩm duy nhất được kiểm nghiệm tại châu Âu trước khi đưa ra thị trường. Mật ong Việt Honey có tem đảm bảo chất lượng với giá trị gấp 3.000 lần so với giá trị sản phẩm. Mật ong Việt Honey nhìn tuyệt, thưởng thức tuyệt vời hơn. Schwarzkopf, bộ sản phẩm phục hồi bao gồm dầu gội, dầu xả, mặt nạ và xịt dưỡng tóc Extra Care Total 19 do Schwarzkopf giới thiệu, giúp phục hồi đến 90% dấu hiệu hư tổn của tóc và nuôi dưỡng tóc từ gốc đến ngọn, đồng thời giảm chẻ ngọn, tăng độ thẳng mượt và bóng khỏe cho tóc. Extra Care Total 19, bộ sản phẩm chuyên nghiệp dành cho phái đẹp. Chảo chiên Konjiki Kim Hằng được sản xuất bằng nhôm hợp kim tinh chất với công nghệ của Hoa Kỳ ASTM 3003, có khả năng chịu nhiệt và truyền dẫn nhiệt cao, kiểu dáng hiện đại, tiện dụng bảo hành đến tận tay người tiêu dùng. Sản phẩm được bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao suốt 12 năm liền. Kim Hằng, bạn của người nội trợ. Sữa tươi Z Doji 100% nguyên chất, thêm đường fructose. Dùng hết 882.400 đồng. Và anh Nhân đã dùng hết 986.400 đồng. Như vậy thì chỉ có một mình anh Nhân đã mua đúng trong phạm vi cho phép. Và anh Nhân đã nhận được nguyên xe quà này cộng với 1.000 điểm thưởng. Và là người sẽ có mặt trong vòng đặc biệt của chương trình. Xin được chúc mừng anh Nhân. Còn bạn Quỳnh sẽ nhận được giải thưởng tương ứng với số điểm của bạn có sau những vòng chơi là 2.100 điểm. Và chị Cẩm sẽ nhận được giải thưởng tương ứng với số điểm chị có là 500 điểm. Xin được chúc mừng. Quý vị khán giả thân mến, một kinh nghiệm mà tôi muốn chia sẻ với tất cả quý vị, đó là khi mà chúng ta đã có được đáp án đúng thì thỉnh thoảng chúng ta lại nhắn một tin, thỉnh thoảng lại gọi một cú điện thoại để cho số điện thoại của chúng ta sẽ được giải đều trong danh sách những câu trả lời đúng. Và như vậy khi rút thăm ngẫu nhiên, cơ hội trúng thưởng của chúng ta sẽ cao hơn. Và tôi sẽ nhắc lại câu hỏi một lần nữa để quý vị có thể dễ dàng tham gia nhé. Câu hỏi đó là, theo bạn, khi chín, trái sầu riêng thường dụng vào thời gian nào trong ngày? Có 3 đáp án cho các bạn lựa chọn. Đáp án số 1 đó là từ 0 giờ cho tới 1 giờ sáng. Đáp án số 2 là từ 12 giờ trưa cho tới 13 giờ. Và đáp án số 3 là từ 5 cho tới 6 giờ sáng. Các bạn chọn đáp án nào đây? Nhớ chỉ một mà thôi. Nhanh chóng gọi về cho chúng tôi theo số 1900 1757, làm theo hướng dẫn của tổng đài, hoặc nhắn tin vào số 8340 nhé. Chúng tôi đang chờ đợi tất cả các cuộc gọi cũng như tin nhắn của quý vị đấy. Và giải thưởng lúc này đã được tăng lên là 5 triệu đồng, một phiếu mua sắm miễn phí tại hệ thống thế giới di động.com. Chúng ta có thể tìm mua rất nhiều những loại laptop cũng như điện thoại di động đời mới nhất. Và chưa hết đâu, giải thưởng sẽ còn có thêm, đó là quà tặng rất ý nghĩa của công ty Nệm Vạn Thành dành cho quý vị khán giả may mắn nhất. Nào, hãy nhanh lên gọi về cho chúng tôi để trở thành người chiến thắng. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục đến siêu thị may mắn mang về những niềm vui. Quý vị khán
giả thân mến, chúng ta cùng dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt và hòa vào những giai điệu thật tươi vui để chào đón người có mặt ở vòng đặc biệt của chương trình, đó là anh Nhân. Ô hay hôm nay vui sao trái tim hân hoan, không gian bao la thênh thang khắp siêu thị may mắn. Trong tôi nghe sao lo âu đắng đo suy tư, ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn dùm. Ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoặc 10. Ta luôn mong sao ai ai cũng gặp điều may mắn. Nghe bông hoa tươi trong tim nở trên nụ cười. Ô hay hôm nay vui sao trái tim hân hoan, không gian bao la thênh thang khắp siêu thị may mắn. Trong tôi nghe sao lo âu đắng đo suy tư, ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn dùm. Ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoặc 10. Ta luôn mong sao ai ai cũng gặp điều may mắn. Nghe bông hoa tươi trong tim nở trên nụ cười. Ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoặc 10. Ta luôn mong sao ai ai cũng gặp điều may mắn. Nghe bông hoa tươi trong tim nở trên nụ cười. Xin cảm ơn những cô gái rất dễ thương của nhóm MOM đã mang lại cho chúng ta những giai điệu thật tươi vui. Xin cảm ơn các bạn. Anh Nhân thân mến, như vừa rồi chúng ta đã biết, những cô gái MOM cho chúng ta thấy đằng sau đây có 6 ô cửa với rất nhiều những điều bất ngờ. Trong 6 ô cửa này có những ô cửa 300 điểm, 500 điểm, 2.000 điểm, 3.000 điểm, một ô 16.000 điểm là ô cửa đặc biệt và một ô cửa bất ngờ là ô cửa 3 số 0. Anh dùng số điểm của mình đang có lúc này là 1.000 điểm đặt vào trong các ô cửa. Mở cửa ra, nếu điểm bên trong ô cửa thấp hơn hoặc bằng điểm của anh đang có, điểm của anh sẽ được nhân đôi. Nhưng nếu điểm trong ô cửa cao hơn điểm của anh lúc đó thì điểm của anh sẽ bị chia đôi. Anh sẽ tăng số điểm của mình lên tới 5.000 điểm. Khi có được 5.000 điểm rồi và anh đặt đúng vào ô cửa đặc biệt thì mở cửa ra, giải thưởng đặc biệt sẽ thuộc về anh. Nhưng nếu anh đặt vào ô cửa 3 số 0 thì trò chơi sẽ ngưng lại ngay lập tức và số điểm của anh bị chia đôi. Chính vì vậy anh hãy cẩn thận và anh có quyền xin ngưng cuộc chơi bất kỳ lúc nào để bảo toàn số điểm của mình. Anh hiểu luật chơi rồi đúng không nào? Bây giờ thì chúng ta cùng nhau trở về.